anh nhảy bây giờ tụ lại nói chuyện cho vui nha. Bây giờ anh muốn hỏi em MC một câu là sao hôm nay thấy có bốn bạn rồi không thấy Hồ Ngọc Hà đâu hết trơn vậy? Nhóm em chưa bốn thành viên mà sao anh lại hỏi vậy? Tại anh tưởng một Hà thành viên thứ năm. Thứ là lúc nào chị nào thì em đâu. Vậy hả? Tại vì anh thấy là B-Music là nhóm nhạc trẻ nhưng mà được ưu ái nhiều nhất. Tức là các bạn cũng thấy là B-Music hiện nay là có những cái dự án lúc nào cũng có một Hà hết. Phát hành của album Valentine cũng có Hồ Ngọc Hà tham gia. Rồi dự án ảnh ngày mới Việt Nam cũng có Hồ Ngọc Hà. Cho nên là anh nghĩ Hồ Ngọc Hà cũng là thành viên quan trọng trong nhóm của em. Thì muốn chia sẻ với anh và các bạn là chị Hà là một người chị cũng giống như là một người thầy của tụi em đã giúp đỡ cho tụi em rất là nhiều ngay từ ngày đầu học tập. Cho nên là những cái dự án của tụi em thì chị Hà luôn là người đứng ở đằng sau hỗ trợ. Nhưng mà thực ra nhóm Music thì cũng chỉ có 4 thành viên thôi. Với lại có một câu hỏi nữa là rất nhiều người thắc mắc đó, là Hồ Ngọc Hà có đầu tư tiền cho các em không hay là các em tự đầu tư tiền? Có hơi tới gì? Thôi cũng bật mí cho các bạn biết luôn là nhóm B-Music thì là mỗi người tự thân vận động thôi. Tự thân vận động phải không? Tự thân xoay sở phải không? Sau đó là mời chị Hồ Ngọc Hà tham gia thôi đúng không? Nhưng mà làm việc với Hồ Ngọc Hà, anh nghĩ Hồ Ngọc Hà cũng rất là chuyên nghiệp, hơi khó tính đó. Các em có phải trải qua những cái đòi hỏi gì? Làm việc với Hồ Ngọc Hà thì em hỏi được rất là nhiều từ Hồ Ngọc Hà, bộc lộ cái tính chuyên nghiệp và bản lĩnh của Hồ Ngọc Hà rất là nhiều. Chuyên nghiệp top to toe luôn á. Bây giờ các bạn nghĩ sao khi mà trào lưu những người nghệ sĩ nổi tiếng thường thường có nhóm nhạc á, thì các bạn có sợ bị cạnh tranh không? Một, hai, ba, không sợ.